Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ông Putin tuyên bố ủng hộ bà Harris tranh cử chức Tổng thống Mỹ với ông Trump. Ông Trump đe dọa kiện đài truyền hình Mỹ vì chỉnh sửa cuộc phỏng vấn bà Harris. Ông Trump dẫn trước bà Harris xít sao ở các bang chiến địa. Chiêu trò gây hỗn loạn làm đảo lộn bầu cử Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga, Tổng thống Putin đã nhận được câu hỏi về việc ông có yêu thích ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 khi người đồng cấp Joe Biden đã rút khỏi cuộc đua, hay liệu ông có gọi điện chúc mừng tân lãnh đạo Nhà Trắng hay không? Ông Putin đáp, đã từ rất lâu, ông không có bất kỳ liên lạc trực tiếp nào với các lãnh đạo Mỹ và châu Âu. Người đứng đầu Điện Kremlin lưu ý, Nga không liên quan đến việc chọn ứng viên yêu thích trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vì đó là quyền và nghĩa vụ của các cử tri ở xứ sở cờ hoa. Tuy nhiên, ông Putin nhắc lại việc trước đây ông đã bày tỏ ủng hộ ông Joe Biden tái tranh cử. Theo Tổng thống Nga, ông Biden rút khỏi cuộc đua và kêu gọi những người ủng hộ mình hãy chuyển sang ủng hộ nữ phó tướng Harris vào ngày tổng tuyển cử mùng 5 tháng 11. Moscow sẽ làm như vậy. Đài RT dẫn lời ông Putin nói thêm, bà Harris có nụ cười rất dễ lan truyền, ám chỉ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với bà ấy. Tổng thống Nga tin thái độ tích cực của nữ ứng viên Đảng Dân Chủ này có thể cho bà ấy không áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với Moscow như cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Ông Putin cáo buộc ông Trump đã triển khai nhiều lệnh hạn chế đối với Nga hơn bất kỳ Tổng thống Mỹ nào khác trong lịch sử. Ông Putin nhấn mạnh, rốt cuộc, quyền lựa chọn thuộc về người dân Mỹ và chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của họ. Bầu cử Mỹ, cuộc đua sát nút và những chiêu bài quyết định. Nhiều bất ngờ dần được hé lộ trong tháng 10 này khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang tung ra những chiêu bài cuối cùng nhằm công kích đối thủ cũng như tăng cường uy tín cho bản thân tại các bang chiến trường cạnh tranh khốc liệt để có được lá phiếu ủng hộ của cử tri. Tại buổi vận động tranh cử ở Atlanta bang Georgia, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những lời lẽ công kích bà Harris, chỉ trích chính quyền đương nhiệm là nguyên nhân khiến giá cả tăng cao và dòng người di cư đổ về biên giới phía Nam những năm gần đây. Ông Trump nhấn mạnh, chúng tôi muốn một chiến thắng áp đảo. Cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra. Hãy khuyến khích mọi người ra ngoài bỏ phiếu. Hãy đi bỏ phiếu ngay. Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua, chúng ta đang đứng trước 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bên kia chiến tuyến, ứng viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trong sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự góp mặt của khoảng 100 cử tri thuộc Đảng Cộng Hòa. Bà đưa ra lời kêu gọi sự ủng hộ trực tiếp tới những cử tri này. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ một lần nữa tỏ rõ quyết tâm trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Chúng ta đang bước vào chặng nước rút và đây sẽ là một cuộc đua căng thẳng cho đến tận phút chót. Tôi đang tích cực vận động cử tri để giành được mọi phiếu bầu vì tôi có ý định trở thành Tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Cuộc đua vào vị trí quyền lực nhất nước Mỹ càng lúc càng gay cấn khi cả hai ứng cử viên Tổng thống đều đang nỗ lực nhắm đến các cử tri tiềm năng tại các bang chiến trường. Trong khi ông Trump đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với cử tri nữ, thì bà Harris lại dành sự tập trung cho nhóm cử tri nam giới da màu. Theo dự đoán của giới chuyên gia, bất cứ ứng cử viên nào giành chiến thắng ở bang Georgia đều có cơ hội rất lớn để đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc đua bầu cử năm nay. Tổ chức 538 có uy tín ở Mỹ dự báo, nếu giành được 16 phiếu đại cử tri ở Georgia, ông Trump có khoảng 75% cơ hội giành chiến thắng bầu cử chung cuộc. Ngược lại, nếu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris giành chiến thắng tại đây, bà sẽ có đến 90% khả năng trở thành tân Tổng thống Mỹ. Ông Trump cảnh báo khả năng kiện CBS vì đài truyền hình này đã chỉnh sửa một phần cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống Harris. Tờ The Hill ngày 18 tháng 10 cho biết, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump mới đây đã cảnh báo về khả năng kiện đài truyền hình CBS vì cho rằng đài này đã chỉnh sửa nội dung phỏng vấn với bà Harris trong chương trình 60 Minutes. Ông Trump cho biết, tôi nghĩ tôi sẽ kiện CBS, ngay cả khi họ cố bào chữa và thắng kiện. Đây vẫn là một nỗi hổ thẹn. Tiếc là truyền thông lại không gây áp lực về vấn đề này. CBS nên bị tước giấy phép và dừng phát sóng chương trình 60 Minutes. Vào ngày 6 tháng 10, đài CBS đã đăng tải chương trình phát sóng có bà Harris nhưng đã biên tập nhằm lược bỏ phần trả lời của Phó Tổng thống về vấn đề Gaza. Đài này sau đó đã công bố văn bản ghi chép của phỏng vấn và phần trả lời về tình hình Trung Đông của bà Harris bị đánh giá là lan man và không rõ ràng.
Trước đó, ông Trump và nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã cáo buộc CBS cắt bớt cuộc phỏng vấn nhằm tăng cường uy tín cho bà Harris. Ông Trump nói thêm, bà Harris phản ứng chậm chạp, trình bày không mạch lạc và không đủ tiêu chuẩn để trở thành Tổng thống. Hãy đăng tải toàn bộ đoạn phỏng vấn vì lợi ích của nước Mỹ. Về phía bà Harris, đội ngũ của Phó Tổng thống nói rằng họ không can thiệp vào cách sản xuất nội dung của CBS. Theo kết quả khảo sát sau khi chương trình 60 Minutes được phát sóng, có 53% khán giả cho rằng đài CBS đã chỉnh sửa cuộc phỏng vấn để bảo vệ hình ảnh cho bà Harris. Phó Tổng thống Harris phản bác tuyên bố thù trong của ông Trump. Phó Tổng thống Kamala Harris đã lên án mạnh mẽ ứng viên Cộng hòa Donald Trump vì kêu gọi quân đội Mỹ chống lại kẻ thù bên trong vào ngày bầu cử. Theo CNN, trong ngày 14 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump vì những bình luận liên quan tới kẻ thù bên trong. Bà Harris cho biết, mọi người đã nghe ông Trump nói về kẻ thù bên trong, dường như ông ta muốn ám chỉ những ai không ủng hộ mình là kẻ thù của nước Mỹ. Ông ấy muốn quân đội đối phó họ, và tôi biết ông ấy đang nhắm tới ai. Ông Trump muốn tấn công những nhà báo mà ông ta không ưa, muốn tấn công những viên chức từ chối tìm kiếm thêm phiếu bầu cho ông ta. Bà Harris nhấn mạnh rằng, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là rủi ro lớn với nước Mỹ và những lời hứa hẹn của cựu Tổng thống Mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ. Thống đốc Minnesota Tim Walz, phó tướng của bà Harris, cũng đã chỉ trích ông Trump vì vấn đề này. Ông Walz nói, là một người từng mặc quân phục, việc ông Trump muốn sử dụng vệ binh quốc gia và quân đội để chống lại các đối thủ chính trị khiến tôi buồn nôn. Trước đó, ông Trump đã gợi ý về việc triển khai quân đội hoặc vệ binh quốc gia để đối phó kẻ thù bên trong khi ngày bầu cử diễn ra. Ông Trump tuyên bố, chúng ta có một số đối tượng tồi tệ, lệch lạc, những kẻ cực đoan bên trong nước Mỹ. Tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng xử lý bởi lực lượng vệ binh quốc gia nếu cần thiết, hay bởi quân đội nếu thật sự cần thiết. Mặc dù còn tới hơn 2 tuần nữa mới tới ngày tổng tuyển cử, nhưng đã có gần 9 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm tại nhiều bang, bao gồm các bang chiến trường quan trọng ở Mỹ. Theo số liệu của trường đại học Florida, tính tới ngày 17 tháng 10, đã có hơn 8,8 triệu cử tri bỏ phiếu sớm ở Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Dữ liệu bầu cử cho thấy số lượng cử tri lựa chọn bỏ phiếu sớm đã gia tăng nhanh chóng và lần đầu tiên vượt qua con số người đi bầu cử trong ngày tổng tuyển cử năm 2020. Một số bang ở Mỹ cho phép cử tri bỏ phiếu trắng, vắng mặt, cách bỏ phiếu vào hòm tại một số địa điểm nhất định hoặc bầu cử trực tiếp tại văn phòng bầu cử trước ngày 5 tháng 11. Các bang khác và đặc khu Colombia sẽ có các điểm bỏ phiếu nơi cử tri sử dụng máy bầu cử để bỏ phiếu trong những tuần trước ngày tổng tuyển cử. Các chuyên gia về khoa học chính trị cho rằng, việc bỏ phiếu sớm sẽ giúp giảm thời gian sắp xếp thời gian của ngày tổng tuyển cử và cho phép cử tri có thêm lựa chọn trong việc bỏ phiếu. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump diễn ra khá cân bằng và đầy kịch tính. Trong các cuộc thăm dò mới nhất, đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn đang dẫn trước đối thủ của mình, nhưng khoảng cách vẫn còn đang có xu hướng ngày càng thu hẹp lại. Kết quả thăm dò công bố hôm qua của Economist phối hợp với YouGov thực hiện, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách 4%, có 51% số người ủng hộ so với 47% số người ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, khoảng 2% số cử tri đã đăng ký cho biết họ chưa quyết định bầu cho ai. Đối với nhóm cử tri độc lập, có 46% ủng hộ bà Harris, 42% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, số người chưa qua quyết định lên đến 12%. Trong các cuộc thăm dò của Morning Consult, ABC, IPSOS, CNN, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách từ 2 đến 4%. Tuy nhiên, động lực chiến thắng của bà Harris dường như đang có tỷ lệ giảm sút, khi tỷ lệ người ủng hộ đang có xu hướng giảm dần so với các cuộc thăm dò trước đây. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump dường như đang dần ổn định và có các bước tiến đáng ghi nhận. Trong cuộc thăm dò của Fox News công bố hôm 16 tháng 10, ông Trump đã lấy lại được vị trí dẫn trước bà Harris sau khi để thua trong các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9. Ngoài ra, ông Trump cũng đón nhận các tín hiệu tích cực khi tỷ lệ ủng hộ đối với bà Harris đang có xu hướng giảm dần và ở mức thấp nhất so với các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Trước đây trong nhóm cử tri, ví dụ như người gốc Latin, vốn được xem là căn cứ vững chắc của đảng này. Dự kiến cuộc bầu cử sẽ được quyết định tại 7 bang chiến trường, thậm chí là hẹp hơn, chỉ khoảng 2-3 bang, có thể là Wisconsin, Pennsylvania. Các chuyên gia giới chính trị tại Mỹ cũng nhận định, cuộc bầu cử năm nay được xem là cạnh tranh nhất khi đa số dự báo cuộc chiến dịch tranh cử vẫn ở mức 50-50.
từ đầu tháng 10 đến nay, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tụt dốc. Xếp hạng của bà trên toàn quốc và 7 bang chiến địa đều sụt giảm. Dẫu sao vẫn mong manh le lói ở hai tuần cuối, trước thềm cuộc bầu cử kịch tính nhất lịch sử nước Mỹ. Sốc ở chỗ xu thế suy yếu của bà, ngược với tính hung tợn hơn của cựu Tổng thống Donald Trump. Điển hình là việc đặt điều của ông về dân nhập cư ăn thịt mèo và chính quyền Biden lờ đi hai trận cuồng phong Helen và Milton. Trong khi ứng cử viên Harris bị hạ điểm tại các bang chiến trường chịu cuồng phong tàn phá, điểm thăm dò của ông Trump về nhập cư tăng trong ngỡ ngàng. Hai hiện tượng khác có thể kéo bà Harris xuống thêm. Né báo chí khiến bà mắc nhiều lỗi trong các cuộc phỏng vấn dồn dập gần đây, chưa kể thất bại tranh luận của đồng hành Tim Walz. Việc công bố hồ sơ bổ sung bom tấn 165 trang về vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, hệt giai đoạn truy tố đầu tiên, lại làm trào lên làn sóng bênh bị cáo. Hết đường lui, bà Harris bất ngờ chấp nhận phỏng vấn vào tối ngày 16 tháng 10 tại Fox News, kênh được Đảng Cộng Hòa thích nhất. Không ngoài dự đoán, cuộc đối thoại kéo dài 25 phút đã trở thành cuộc đối đầu tóe lửa từ đầu tới cuối ở khung giờ phục vụ 7,1 triệu khán giả. Vậy mà bà Harris không bị quật ngã như ai nấy đều tiên lượng. Các giọng điệu cực đoan đều hạ tông. The Washington Examiner chỉ nói, bà Harris không vui tại cuộc đối kháng nhất, trong khi Caroline Leavitt, phát ngôn của ứng cử viên Donald Trump, lần đầu tiên thay vì thoá mạ, nói rằng cuộc khẩu chiến khó khăn nhưng công bằng. Còn trưởng ban chính trị Brett Baier của Fox News thừa nhận, đối phương gây tranh cãi hơn rất nhiều so với những gì mà ông nghĩ. Liều mình của ứng cử viên Harris là khoảnh khắc đặc biệt. Simon Sanders dẫn chương trình MSNBC thấy bà bám sát lý do của cuộc phỏng vấn và không mắc bẫy nhà báo thua lỗ. Còn tỷ phú Mark Cuban khen bà không bịa chuyện và chưa bao giờ chơi lá bài nạn nhân. Thế thấp của bà Harris qua thăm dò vẫn chưa được phục hồi khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử. Ở 7 bang chiến trường, ứng cử viên Donald Trump thoá mạ đối thủ tợn hơn, dày hơn. Các cuộc thăm dò tuy thế không phản ánh các hiện tượng có khả năng lật ngược số liệu thống kê. Lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm ở vài bang chiến địa, nhất là Georgia, tăng vọt, được cho là có lợi cho Đảng Dân Chủ. Chưa kể cuộc điều tra của Newsweek cho thấy làn sóng nội dung chống ứng cử viên Donald Trump lớn gấp đôi ứng viên Harris trên nền tảng TikTok, mà tầm ảnh hưởng của nó trở nên không thể phủ nhận trong bầu cử Tổng thống vào năm 2024, theo Fast Company. Trong khi đó, theo số liệu khảo sát mới công bố, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đang dẫn trước đối thủ Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris ở cả 7 bang chiến địa, nhưng với khoảng cách không đáng kể. Các bang chiến địa là những bang không có xu hướng nhất quán bỏ phiếu cho các ứng cử viên của một trong hai đảng, Cộng Hòa hoặc Dân Chủ, và thường là những bang có vai trò quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, các bang thuộc nhóm này gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Cuối tuần qua, các ứng cử viên giáo diết thực hiện chiến dịch vận động tại bang Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất, khi các kết quả thăm dò chỉ ra hai ứng cử viên đang bám đuổi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, đang dẫn trước đối thủ Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris ở cả 7 bang chiến địa, nhưng với khoảng cách không đáng kể. Các bang chiến địa là những bang không có xu hướng nhất quán bỏ phiếu cho các ứng cử viên của một trong hai đảng, Cộng Hòa hoặc Dân Chủ, và thường là những bang có vai trò quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, các bang thuộc nhóm này gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Theo phân tích các kết quả thăm dò mới nhất do chuyên trang khảo sát RealClearPolitics.com thực hiện, tính trung bình ở 7 bang này, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5%, cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Cụ thể, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 1,4 điểm phần trăm ở Arizona và 1,1 điểm phần trăm ở Georgia. Tại North Carolina, cựu Tổng thống Mỹ đang dẫn trước bà Harris 1 điểm phần trăm. Tại Michigan là 0,9 điểm phần trăm. Tại Nevada và Pennsylvania là 0,5 điểm phần trăm. Và tại Wisconsin là 0,1 điểm phần trăm. Cuối tuần này, các ứng cử viên giáo diết thực hiện chiến dịch vận động tại bang Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi các kết quả thăm dò chỉ ra hai ứng cử viên đang bám đuổi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Ông Trump tranh thủ vận động sự ủng hộ từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập ở Michigan, khi nhóm người bất đồng với chính sách của Đảng Dân Chủ cầm quyền liên quan đến cuộc chiến ở Gaza hiện nay. Với nhóm cử tri này, ông Trump khẳng định mong muốn hòa bình ở Trung Đông và sự lãnh đạo ở Washington góp phần đạt được mục tiêu này. Trong khi đó, bà Harris cũng chào đón các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đến sự kiện vận động của mình,
với những phát biểu hướng sự chú ý tới triển vọng hòa bình tại Trung Đông. Sau khi có thông tin một thủ lĩnh của lực lượng Hamas, Yahya Sinwar thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Bang Trung Tây này có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Đây có thể là một con số quyết định. Ông Trump từng giành chiến thắng tại Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016. Năm 2020, cũng tại bang này, ông bị đối thủ từ Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo cuộc thăm dò của Reuters và Ipsos, trên toàn quốc, lợi thế dẫn trước của bà Harris đã thu hẹp từ mức khoảng 7 điểm phần trăm vào cuối tháng 9 xuống còn khoảng 3 điểm phần trăm. Cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Pennsylvania đã biến thành một buổi hòa nhạc bất ngờ khi ông Trump kết thúc sự kiện bằng việc bật nhạc và lắc lư suốt 40 phút trước đám đông. Theo Guardian, trong sự kiện diễn ra vào ngày 14 tháng 10, sau khi trả lời các câu hỏi về kinh tế và chi phí sống của những người ủng hộ, ông Trump nói đùa rằng, có ai muốn ngất xỉu không? Tiếp đó, cựu Tổng thống Mỹ nói, đừng ai hỏi thêm câu hỏi nào nữa, chúng ta chỉ nghe nhạc thôi, hãy biến nó thành âm nhạc. Ai muốn nghe câu hỏi chứ, phải không? Sau đó, trong hơn nửa giờ, danh sách phát nhạc gồm 9 bài của ông Trump bắt đầu vang lên và cựu Tổng thống hầu như chỉ đứng trên sân khấu, lắng nghe và nhảy chậm chậm. Ông Trump đã biến điệu nhảy giật cục, ngắn ngủi thành động tác đặc trưng vào cuối các cuộc gặp với những người ủng hộ trong suốt nhiều năm. Tuy nhiên, trong sự kiện diễn ra vào ngày 14 tháng 10, điệu nhảy của ông mở rộng từ những động tác giật cục quen thuộc thành một động tác lắc lư chậm rãi, dù ông thường đứng yên, nhìn xuống đám đông và chỉ tay vào những người tham dự. Màn lắc lư của ông Trump đã khiến đối thủ Kamala Harris bày tỏ lo ngại về tình trạng tinh thần của ông. Hy vọng ông ấy vẫn ổn, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Harris cho biết trên mạng xã hội. Thưa quý vị, nhà sử học Alan Lichtman, người nổi tiếng với hệ thống dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ, chìa khóa Nhà Trắng, đã gợi ý rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể chứng tỏ là điểm yếu của Đảng Dân Chủ khi đảng này tìm cách tái đắc cử với ứng cử viên Kamala Harris. Hệ thống dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Lichtman xoay quanh 13 chìa khóa, đánh giá vị thế của đảng đương nhiệm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nền kinh tế, chính sách đối ngoại và chính trị trong nước. Nếu 6 hoặc nhiều hơn trong số 13 chìa khóa là sai, đảng đương nhiệm được dự đoán sẽ thua cuộc bầu cử. Nếu 5 hoặc ít hơn 5 tuyên bố sai, đảng này được dự đoán sẽ thắng. Dựa trên mô hình này, ông Lichtman đã chính thức dự đoán rằng bà Harris sẽ thắng cử, mặc dù hệ thống này không phải là không có những lời chỉ trích. Ông Lichtman cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát trực tiếp trên kênh YouTube hôm 16 tháng 10 để trả lời câu hỏi về những chìa khóa mà đảng Dân Chủ có thể gặp nguy cơ mất. Chìa khóa không ổn định nhất là chìa khóa thành công trong chính sách đối ngoại. Tôi đã đưa ra chìa khóa đó cho chính quyền vì Tổng thống Joe Biden là người đã tập hợp Liên minh phương Tây ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin tấn công Ukraine và truy đuổi các đồng minh NATO của chúng ta, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Mặc dù ông cho biết sự ủng hộ của Mỹ đã giúp Ukraine sống sót trong hơn 2 năm rưỡi, thậm chí còn cho phép họ xâm nhập vào nước Nga láng giềng, ông đã cảnh báo rằng chiến tranh là thứ luôn thay đổi. Giáo sư của Đại học Mỹ cho biết, và tôi cho rằng có thể xảy ra thảm họa ở Ukraine. Trong một email gửi cho Newsweek ngày 18 tháng 10, ông Lichtman đã làm rõ, nó chỉ là thứ yếu nhất so với các cuộc chiến khác vì chiến tranh là không chắc chắn. Tuy nhiên, đến giờ tôi tin rằng nó sẽ không đảo ngược, mặc dù vậy, một lần lật ngược sẽ không thay đổi dự đoán. Lichtman được biết đến với cái tên là Nostradamus của bầu cử Mỹ vì thành tích ấn tượng của ông trong việc dự đoán kết quả của các cuộc đua giành chức tổng thống trong hơn 40 năm qua bằng mô hình dự đoán chìa khóa vào Nhà Trắng. Ông là một trong số ít chuyên gia dự đoán chính xác cuộc bầu cử năm 2016 cho cựu Tổng thống Donald Trump và dự đoán chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Hiện ông dự đoán bà Harris sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ. 13 chìa khóa, như được nhà sử học nêu ra trong một bài báo năm 2012 cho tạp chí Giáo dục Xã hội là nhiệm vụ của đảng. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng đương nhiệm nắm giữ nhiều ghế hơn tại Hạ viện Hoa Kỳ so với sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đó. Không có bỏ phiếu sơ bộ, không có cuộc bỏ phiếu nghiêm túc nào cho đề cử của đảng đương nhiệm. Người đương nhiệm tìm cách tái đắc cử, ứng cử viên của đảng đương nhiệm là tổng thống đương nhiệm. Không có đảng thứ ba. Không có chiến dịch của đảng thứ ba hoặc độc lập đáng kể nào. Nền kinh tế mạnh trong ngắn hạn. Nền kinh tế không suy thoái trong chiến dịch tranh cử. Nền kinh tế mạnh trong dài hạn. Tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người thực tế trong nhiệm kỳ bằng hoặc vượt quá mức tăng trưởng trung bình trong hai nhiệm kỳ trước. Thay đổi chính sách lớn. Chính quyền đương nhiệm thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách quốc gia. Không có bất ổn xã hội.
không có bất ổn xã hội kéo dài trong nhiệm kỳ, không có bê bối, chính quyền đương nhiệm không bị ảnh hưởng bởi bê bối lớn, không có thất bại về đối ngoại hoặc quân sự, chính quyền đương nhiệm không gặp thất bại lớn nào trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Thành công lớn về đối ngoại hoặc quân sự, chính quyền đương nhiệm đạt được thành công lớn trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Người đương nhiệm có sức lôi cuốn, ứng cử viên của đảng đương nhiệm có sức lôi cuốn hoặc là anh hùng dân tộc. Đối thủ không có sức lôi cuốn, ứng cử viên của đảng Dân Chủ không có sức lôi cuốn hoặc là anh hùng dân tộc. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, đang dẫn trước đối thủ đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, ở cả 7 bang chiến địa, bao gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada, nhưng với khoảng cách không đáng kể. Theo phân tích ở các kết quả thăm dò mới nhất do chuyên trang khảo sát Real Clear Politics thực hiện, tính trung bình ở 7 bang này, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5% cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Cụ thể, ông Donald Trump đang dẫn trước bà Kamala Harris 1,4 điểm phần trăm ở bang Arizona và 1,1 điểm phần trăm ở bang Georgia. Tại bang North Carolina, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn trước bà Kamala Harris 1 điểm phần trăm, tại bang Michigan là 0,9 điểm phần trăm và tại bang Nevada và Pennsylvania là 0,5 điểm phần trăm, tại bang Wisconsin là 0,1 điểm phần trăm. Hiện các ứng cử viên giáo diết thực hiện các chiến dịch vận động tại bang Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi các kết quả thăm dò chỉ ra hai ứng cử viên đang bám đuổi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Ông Donald Trump tranh thủ vận động sự ủng hộ từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập ở Michigan khi nhóm này bất đồng với chính sách của Đảng Dân Chủ cầm quyền liên quan đến các cuộc giao tranh ở dải Gaza hiện nay. Với nhóm cử tri này, ông Donald Trump khẳng định mong muốn hòa bình ở Trung Đông và sự lãnh đạo của Washington góp phần đạt được mục tiêu này. Trong khi đó, bà Kamala Harris cũng chào đón các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đến sự kiện vận động tranh cử của mình với những phát biểu hướng tới sự chú ý triển vọng hòa bình tại Trung Đông sau khi có một tin tức thủ lĩnh của lực lượng Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Bang Trung Tây này có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Đây có thể là một con số quyết định. Ông Donald Trump từng giành chiến thắng tại bang Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016. Năm 2020, cũng tại bang Michigan, ông Trump bị đối thủ từ Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo cuộc thăm dò của Reuters IPSOS trên toàn quốc, có lợi thế dẫn trước của bà Harris đã thu hẹp khoảng cách từ khoảng 7 điểm phần trăm vào cuối tháng 9 xuống còn khoảng 3 điểm phần trăm. Trong một diễn biến đáng chú ý, theo nhận định của tờ Wall Street Journal, nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai của ông Donald Trump nếu diễn ra có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc với quan hệ thương mại toàn cầu. Ông Donald Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ ngoại giao mạnh mẽ trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng nhiệm kỳ thứ hai ông có thể sẽ đánh dấu một giai đoạn mới khi thuế quan không còn chỉ là phương tiện đàm phán mà trở thành mục tiêu quan trọng hơn là làm thay đổi hoàn toàn cục diện thương mại quốc tế. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump đã sử dụng thuế quan để tạo ra áp lực đối với các đối tác thương mại như Trung Quốc và EU, đồng thời đàm phán các hiệp định như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA thành Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Tuy nhiên, nếu quay lại Nhà Trắng, ông Donald Trump có thể thực hiện chính sách thuế quan mạnh tay hơn với mức thuế dự kiến cao nhất kể từ những năm 1930. Mặc dù còn tới hơn 2 tuần nữa mới tới ngày tổng tuyển cử, nhưng đã có gần 9 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm tại nhiều bang, bao gồm các bang chiến trường quan trọng ở Mỹ. Theo số liệu của trường đại học Florida, tính tới ngày 17 tháng 10, đã có hơn 8,8 triệu cử tri bỏ phiếu sớm ở Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Dữ liệu bầu cử cho thấy số lượng cử tri lựa chọn bỏ phiếu sớm đã gia tăng nhanh chóng và lần đầu tiên vượt qua con số người đi bầu cử trong ngày tổng tuyển cử năm 2020. Một số bang ở Mỹ cho phép cử tri bỏ phiếu trắng, vắng mặt, cách bỏ phiếu vào hòm tại một số địa điểm nhất định hoặc bầu cử trực tiếp tại văn phòng bầu cử trước ngày 5 tháng 11. Các bang khác và đặc khu Colombia sẽ có các điểm bỏ phiếu nơi cử tri sử dụng máy bầu cử để bỏ phiếu trong những tuần trước ngày tổng tuyển cử. Các chuyên gia về khoa học chính trị cho rằng việc bỏ phiếu sớm sẽ giúp giảm thời gian sắp xếp thời gian của ngày tổng tuyển cử và cho phép cử tri có thêm lựa chọn trong việc bỏ phiếu. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump diễn ra khá cân bằng và đầy kịch tính. Trong các cuộc thăm dò mới nhất,
đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn đang dẫn trước đối thủ của mình, nhưng khoảng cách vẫn còn đang có xu hướng ngày càng thu hẹp lại. Kết quả thăm dò công bố hôm qua của Economist phối hợp với YouGov thực hiện, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách 4%, có 51% số người ủng hộ so với 47% số người ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, khoảng 2% số cử tri đã đăng ký cho biết họ chưa quyết định bầu cho ai. Đối với nhóm cử tri độc lập, có 46% ủng hộ bà Harris, 42% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, số người chưa qua quyết định lên đến 12%. Trong các cuộc thăm dò của Morning Consult, ABC, IPSOS, CNN, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách từ 2 đến 4%. Tuy nhiên, động lực chiến thắng của bà Harris dường như đang có tỷ lệ giảm sút, khi tỷ lệ người ủng hộ đang có xu hướng giảm dần so với các cuộc thăm dò trước đây. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump dường như đang dần ổn định và có các bước tiến đáng ghi nhận. Trong cuộc thăm dò của Fox News công bố hôm 16 tháng 10, ông Trump đã lấy lại được vị trí dẫn trước bà Harris sau khi để thua trong các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9. Ngoài ra, ông Trump cũng đón nhận các tín hiệu tích cực khi tỷ lệ ủng hộ đối với bà Harris đang có xu hướng giảm dần và ở mức thấp nhất so với các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Trước đây, trong nhóm cử tri, ví dụ như người gốc Latin, vốn được xem là căn cứ vững chắc của đảng này. Dự kiến cuộc bầu cử sẽ được quyết định tại 7 bang chiến trường, thậm chí là hẹp hơn, chỉ khoảng 2-3 bang, có thể là Wisconsin, Pennsylvania. Các chuyên gia giới chính trị tại Mỹ cũng nhận định, cuộc bầu cử năm nay được xem là cạnh tranh nhất khi đa số dự báo cuộc chiến dịch tranh cử vẫn ở mức 50-50. Theo tờ Wall Street Journal ngày 17 tháng 10, các thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn chưa thể thuyết phục được cử tri với tư cách là ứng cử viên Tổng thống có thể quản lý nền kinh tế tốt hơn. Một nhiệm vụ mà họ cho là rất quan trọng để xây dựng vị thế dẫn đầu tại các bang chiến trường trong cuộc đua Nhà Trắng. Họ cho rằng Phó Tổng thống Harris đang gặp nhiều thách thức trong việc thuyết phục cử tri rằng bà có thể giải quyết tốt vấn đề kinh tế hơn cựu Tổng thống Donald Trump, người đang dẫn trước về khả năng quản lý nền kinh tế. Mặc dù bà Harris đã có những sáng kiến như giảm chi phí thuốc men và hỗ trợ phụ huynh học sinh, bà vẫn chưa tạo được sự kết nối mạnh mẽ với cử tri. Các chiến lược gia của Đảng Dân Chủ lưu ý rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để làm suy giảm lợi thế của ông Trump, đặc biệt là khi cử tri vẫn nghi ngờ về thành tựu kinh tế của chính quyền Biden-Harris. Theo các cuộc thăm dò gần đây, mặc dù Phó Tổng thống Harris đã cải thiện được vị thế của mình trong các cuộc khảo sát, song bà vẫn chưa tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với các cử tri về vấn đề kinh tế. Điều này đặc biệt quan trọng khi ông Trump vẫn giữ được lợi thế về khả năng thúc đẩy một nền kinh tế mạnh mẽ trước đại dịch COVID-19 trong nhiệm kỳ của mình. Ivan Rossmith, nhà thăm dò ý kiến thuộc sáng kiến Blueprint của Đảng Dân Chủ, cho rằng bà Harris đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong việc truyền tải thông điệp kinh tế của mình, khi chính quyền Biden-Harris bị cho là không thuyết phục được cử tri về cách giải quyết các vấn đề kinh tế. Trong cuộc tranh luận gần đây, Phó Tổng thống Harris đã bỏ lỡ cơ hội để chứng minh rằng bà có kế hoạch khả thi giúp giải quyết các mối quan tâm hàng đầu của cử tri như lạm phát và chi phí sinh hoạt. Như cuộc thăm dò của Wall Street Journal chỉ ra, một phần lớn cử tri vẫn lo ngại về việc giá cả tăng cao và họ cảm thấy ông Trump sẽ là lựa chọn tốt hơn để kiểm soát tình hình này. Trong số các cử tri lo ngại về lạm phát, ông Trump nhận được tới 71% sự ủng hộ, trong khi bà Harris gặp khó khăn trong việc thuyết phục nhóm này. Một số nhà phân tích cho rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để phản bác lại danh tiếng của ông Trump về thành tích kinh tế. Chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa Mike Murphy nhận định, bà ấy, tức Harris, cần làm rõ hơn kế hoạch kinh tế của mình và phải bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ. Theo ông Murphy, bà Harris đã không tận dụng cơ hội trong cuộc tranh luận để tạo ra sự khác biệt đáng kể so với ông Trump về vấn đề này. Trước tình hình này, Đảng Dân Chủ hy vọng rằng những tin tức kinh tế tích cực gần đây như lạm phát giảm và thu nhập hộ gia đình tăng trở lại mức trước COVID-19 có thể giúp bà Harris cải thiện vị thế. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng mà bà Harris cần trả lời là liệu người Mỹ có cảm thấy họ đang sống tốt hơn so với 4 năm trước hay không? Cử tri Mỹ hiện dường như vẫn chưa thuyết phục được về điều đó và họ cho rằng ông Trump sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn bà Harris. James Carville, chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Dân Chủ cho biết, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về việc cắt giảm lãi suất có thể giúp cải thiện tình hình, dù rằng Phó Tổng thống Harris vẫn cần phải làm rõ cách bà sẽ giúp cử tri đạt được lợi ích kinh tế mà không phụ thuộc vào các chính sách của ông Trump. Ông Carville nói, bà Harris có thể thuyết phục cử tri rằng họ sẽ mất đi lợi ích nếu ông Trump trở lại nắm quyền. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump đã lập luận rằng chương trình nghị sự kinh tế của bà Harris không có gì mới mà chỉ tiếp tục các chính sách của Tổng thống Biden, vốn không được cử tri tín nhiệm. Một quảng cáo video trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh rằng bà Harris không có kế hoạch riêng mà chỉ sao chép Bidenomics, thuật ngữ dùng để mô tả các chính sách kinh tế của chính quyền ông Biden.
Vì vậy, nhiều nhà phân tích vẫn hoài nghi về khả năng của bà Harris trong việc thay đổi quan điểm của cử tri về thành tích kinh tế của ông Trump. Michael Roberts, nhà thăm dò ý kiến của Đảng Cộng Hòa, chỉ ra rằng người Mỹ đã liên tục bi quan về nền kinh tế kể từ năm 2008, trừ hai năm 2018 và 2019 khi ông Trump làm tổng thống. Ông Roberts nhận định, sự bi quan này vẫn chưa giảm trong giai đoạn từ 2021 đến 2024, và điều này là tin xấu với bà Harris. Gần đây, bà Harris đã đưa ra các đề xuất và sáng kiến về việc giảm chi phí thuốc, hỗ trợ phụ huynh và chống đầu cơ giá thực phẩm. Mặc dù các sáng kiến này thu hút sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò, nhưng chúng chưa được trình bày một cách cụ thể và đáng tin cậy với cử tri. Nhà phân tích Ritay Sera cho rằng, các ý tưởng này còn mơ hồ và khó làm tạo được sự kết nối với tầng lớp lao động ở các bang dao động, những người mà bà Harris cần thu hút nhất. Trong khi đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh luận thứ hai. Điều này có thể tạo thêm thách thức cho bà Harris trong việc trình bày quan điểm của mình trước công chúng. Mike Murphy nhận xét, nếu bà Harris có thể kết nối với cử tri về vấn đề kinh tế, bà ấy sẽ ở vị thế mạnh mẽ. Nếu không, ông Trump có thể giành chiến thắng. Nhiều bất ngờ dần được hé lộ trong tháng 10 này, khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang tung những chiêu bài cuối cùng nhằm công kích đối thủ cũng như tăng cường uy tín cho bản thân tại các bang chiến trường cạnh tranh khốc liệt để có được lá phiếu ủng hộ của cử tri. Tại buổi vận động tranh cử ở Atlanta, bang Georgia, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục những lời lẽ công kích bà Harris, chỉ trích chính quyền đương nhiệm là nguyên nhân khiến cho giá cả tăng cao và dòng người di cư đổ về biên giới phía Nam những năm gần đây. Tại Chicago, ông đã phác họa rõ ràng những gì mà ông dự định mang đến phòng bầu dục nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, với cam kết triển khai chương trình thuế quan mạnh mẽ nhằm vào các quốc gia và doanh nghiệp. Ông Trump nhấn mạnh, chúng tôi muốn chiến thắng áp đảo. Cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra. Hãy khuyến khích mọi người ra ngoài bỏ phiếu. Hãy đi bỏ phiếu ngay vào ngày mai. Sau tất cả những gì chúng ta cùng trải qua, chúng ta đang đứng trước 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bên kia chiến tuyến, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trong sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự góp mặt của khoảng 100 cử tri thuộc Đảng Cộng Hòa. Bà đã đưa ra lời kêu gọi sự ủng hộ trực tiếp tới những cử tri này. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, bà Kamala Harris hứa hẹn sẽ có một đường lối chính trị độc lập so với Tổng thống Joe Biden đương nhiệm nếu bà thắng cử, nhấn mạnh các sáng kiến riêng biệt của bà trong các lĩnh vực kinh tế, nhập cư và y tế. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ một lần nữa tỏ rõ quyết tâm trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Chúng ta đang bước vào chặng nước rút và đây sẽ là một cuộc đua căng thẳng cho đến phút chót. Tôi đang tích cực vận động cử tri để giành được mọi phiếu bầu vì tôi có ý định trở thành Tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Cuộc bỏ phiếu vào vị trí quyền lực nhất nước Mỹ càng lúc càng gay cấn khi hai ứng cử viên Tổng thống đều đang nỗ lực nhắm đến các cử tri tiềm năng tại các bang chiến trường. Trong khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các cử tri Mỹ, thì Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris lại dành sự tập trung cho các nhóm cử tri nam giới da màu. Đã có những yếu tố bất ngờ xuất hiện trong cuộc đua bầu cử Mỹ, hứa hẹn đầy kịch tính trong năm nay. Bang chiến trường Georgia hôm 15 tháng 10 vừa qua đã ghi nhận số lượng cử tri trực tiếp đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Theo dự đoán của các chuyên gia, bất cứ ứng viên nào chiến thắng ở bang Georgia đều có cơ hội rất lớn để đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc đua bầu cử năm nay. Tổ chức 538 đã có uy tín ở Mỹ dự báo, nếu giành được 16 phiếu đại cử tri của Georgia, ông Trump có khoảng 75% cơ hội giành chiến thắng bầu cử chung cuộc. Ngược lại, nếu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris giành được chiến thắng tại đây, bà Harris có đến 90% khả năng trở thành tân Tổng thống Mỹ. Khi những tin tức chấn động xuất hiện trong những tuần cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, chúng có thể tác động đến cuộc bầu cử theo hướng nào đó, thậm chí đảo ngược thắng thua của các ứng cử viên. Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ luôn hiểu rằng, trong một cuộc bầu cử sít sao, bất kỳ tin tức lớn nào trong những tuần cuối cùng của chiến dịch đều có thể làm thay đổi cuộc đua vào tháng 11. Được gọi là bất ngờ tháng 10, những tin tức đó có thể là một tiết lộ tai tiếng về một ứng cử viên, xung đột bùng nổ hoặc bất ổn kinh tế, hoặc thậm chí là cả tin giả do đối thủ chính trị tung ra. Ngay từ cuộc bầu cử năm 1840, các cử tri dân chủ ở New York ủng hộ Tổng thống Martin Van Buren đã đợi đến giữa tháng 10 để cáo buộc đảng Green trả tiền cho người dân Pennsylvania để bỏ phiếu ở New York, khi đó là một tiểu bang dao động quan trọng. Một quan chức của đảng Green đã thừa nhận về âm mưu này. Tuy nhiên, đó không phải là vụ bê bối chấn động đem lại kết quả như của đảng Dân Chủ kỳ vọng.
Van Buren vẫn thua ở New York và thất cử. Bất ngờ tháng 10 nói lên rằng thời điểm cận kề cuộc bầu cử là lúc tin tức có thể tác động đến mọi thứ. Sự thật là cử tri đưa ra quyết định dựa trên sự kết hợp giữa ấn tượng, tính cách và lòng trung thành của đảng mà họ ủng hộ, khuynh hướng tương tự cũng như tin tức các vấn đề. Không bao giờ dễ dàng để nói chính xác rằng điều này có thể tạo nên sự khác biệt hay không. David Greenberg, một nhà báo và nhà sử học chính trị tại Đại học Rutgers cho biết, trong hơn một thế kỷ qua, đã có những điều bất ngờ tháng 10 làm đảo lộn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Là thư Murray năm 1880, người Trung Quốc nhập cư là một vấn đề nóng hổi vào những năm 1870. Chỉ trong hơn một thập kỷ, hơn 120.000 nam giới trưởng thành và nam thanh thiếu niên Trung Quốc đã đến Mỹ theo hợp đồng làm đường sắt. Các tiểu bang miền Tây nói riêng, lo lắng về dòng người lao động nước ngoài đổ vào và Đảng Dân Chủ kêu gọi ngăn chặn ngay lập tức làn sóng nhập cư của người Trung Quốc. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa James Garfield đã có lập trường thận trọng hơn, kêu gọi đàm phán với Trung Quốc và để Quốc hội xem xét những hạn chế hợp lý đối với người nhập cư Trung Quốc. Nhưng chỉ 12 ngày trước cuộc bầu cử năm 1880, một lá thư bất ngờ xuất hiện. Lá thư được cho là do Garfield viết trên giấy thư của Hạ viện, trong đó ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nói với một doanh nhân Massachusetts tên là H.L. Murray rằng cá nhân và công ty có quyền thuê lao động ở nơi họ có thể thuê với giá rất rẻ. Nói cách khác, dòng người Trung Quốc nhập cư có lợi cho việc kinh doanh. Đảng Dân Chủ đã in 500.000 bản lá thư Murray đặt tên theo người nhận và phát chúng ở các tiểu bang cạnh tranh gay gắt như California. Đảng Cộng Hòa đã phản ứng khá chậm nhưng sau đó đã cử một nhóm điều tra tư nhân truy tìm người nhận lá thư ở Massachusetts. Không có ai tên là H.L. Murray. Garfield tuyên bố là lá thư giả mạo và công khai chữ viết tay của mình bên cạnh lá thư để chứng tỏ nó là giả. Tuy nhiên, bức thư giả mạo đã gây ra thiệt hại thực sự, khiến Garfield phải trả giá bằng California. Mặc dù Garfield cuối cùng vẫn thắng cử với 214 phiếu đại cử tri so với 155 phiếu của đối thủ, nhưng ông chỉ thắng được 0,02 điểm phần trăm về số phiếu phổ thông. Đài RT cho biết, tỷ phú công nghệ Elon Musk mới đây đã phản bác những chỉ trích cho rằng ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump là mối đe dọa với nền Dân Chủ, nhấn mạnh việc Phó Tổng thống Kamala Harris chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11 sẽ tạo ra ác mộng với nước Mỹ. Ông Musk cho biết, rất ít người nhận thức được rằng nếu ông Trump không thể thắng cử, đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng của nước Mỹ. Ông ấy không phải là nguy cơ với nền Dân Chủ mà là người đang cố gắng cứu vãn nó. Theo tỷ phú Elon Musk, với mỗi 20 người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ thì sẽ có một người trở thành công dân của nước này mỗi năm. Đây là chính sách mà Đảng Dân Chủ đang thúc đẩy nhằm thu hút khoảng 2 triệu cử tri mới trong vòng 4 năm. Ông Musk phân tích, chính quyền đương nhiệm đang đưa ra những người xin tị nạn, những người sẽ được cấp quyền công dân nhanh chóng, tới các bang dao động như Pennsylvania, Ohio, Wisconsin và Arizona. Đây là cách để Đảng Dân Chủ đảm bảo thắng lợi trong mọi cuộc bầu cử. Nếu không có thay đổi nào được đưa ra, nước Mỹ sẽ trở thành một quốc gia độc đảng trong tương lai và đặt dấu chấm hết cho nền Dân Chủ. Theo truyền thông Mỹ, vấn đề nhập cư và an ninh biên giới là một trong những chủ đề chính trong chiến lược bầu cử của cả ông Trump và bà Harris. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích chính quyền của ông Biden vì khôi phục các chính sách nhập cư từ thời Tổng thống Obama, khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp cứng rắn nếu trở lại Nhà Trắng. Theo đài RT, trong ngày 17 tháng 10, tờ New York Post đã đăng tải một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Barack Obama tại lễ tang của phu nhân cố Tổng thống Robert Kennedy. Nội dung của cuộc trò chuyện được diễn giải bởi chuyên gia đọc khẩu hình Jeremy Freeman, chủ yếu nói về chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris. Tổng thống Biden nói với ông Obama, bà ấy không mạnh mẽ như tôi. Cựu Tổng thống đáp, tôi biết, điều đó đúng, nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. Ông Biden nói thêm, đúng vậy, chúng ta sẽ về đích kịp thời. Theo chuyên gia Freeman, không khí của cuộc trò chuyện là vô cùng tích cực, không có dấu hiệu căng thẳng nào giữa ông Biden và ông Obama. Tuy vậy, đại diện của Tổng thống Biden và ông Obama lại phản ứng tương đối gay gắt về thông tin của tờ New York Post. Ông Andrew Bates, phát ngôn viên của Tổng thống Biden khẳng định, một người đọc khẩu hình, chỉ có Tổng thống Biden và ông Obama biết rõ họ đã nói gì, nhưng chắc chắn không phải là những gì New York Post đăng tải. Các nguồn tin thân cận với ông Obama không phủ nhận trực tiếp thông tin trên, nhưng nói rằng mọi phỏng đoán đều không có cơ sở. Trong khi đó, các thành viên Đảng Dân Chủ lại tỏ ra phân vân về vụ việc. Một nghị sĩ Đảng Dân Chủ nói với New York Post, ngay từ đầu đã có những quan ngại về việc bà Harris không phải là sự thay thế mạnh mẽ cho ông Biden. Kết quả cuộc điều tra của nhóm vận động Global Witness công bố ngày 17 tháng 10 cho thấy các mạng xã hội TikTok và Facebook đã duyệt những quảng cáo chứa tin sai, tin giả về cuộc bầu cử Mỹ.
chỉ vài tuần trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Nhóm Global Witness đã gửi 8 quảng cáo chứa thông tin sai lệch về bầu cử cho các ứng dụng TikTok, Facebook và YouTube để thử nghiệm hệ thống quảng cáo của những nền tảng này. Những quảng cáo chứa thông tin hoàn toàn sai lệch như người dân có thể bỏ phiếu trực tuyến hay nội dung kích động bạo lực chống lại cử tri, ứng cử viên và đe dọa các nhân viên bầu cử. Theo Global Witness, TikTok cho biết kết quả tệ nhất khi duyệt 4 trong số 8 quảng cáo dù chính sách của nền tảng này cấm mọi quảng cáo chính trị. Facebook duyệt 1 trong số 8 quảng cáo nhận được. Trong khi đó, YouTube ban đầu đã chấp thuận 50% số quảng cáo này nhưng yêu cầu cung cấp định dạng cá nhân như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe để đăng quảng cáo trên nền tảng. Global Witness nhấn mạnh, đây là rào cản đáng kể đối với những đối tượng phát tán tin sai, tin giả so với các nền tảng khác. Phản ứng về thông tin trên, một người phát ngôn của TikTok giải thích 4 quảng cáo nói đã bị duyệt nhầm trong giai đoạn kiểm duyệt ban đầu. Bà khẳng định nền tảng này không cho phép đăng quảng cáo chính trị và sẽ tiếp tục thực thi chính sách này trên quy mô rộng lớn. Về phần mình, người phát ngôn của Meta, công ty mẹ của Facebook, phản đối những phát hiện của Global Witness, nói rằng kết quả này chỉ dựa trên một mẫu quảng cáo nhỏ, do đó không phản ánh cách chúng tôi thực thi các chính sách trên quy mô lớn. Nữ phát ngôn viên của Meta tuyên bố, bảo đảm thông tin trực tuyến về việc bầu cử năm 2024 là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty. Các nền tảng trực tuyến đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gia tăng sau khi thông tin sai lệch lan truyền trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ngày 17 tháng 10, Google cho biết sẽ tạm dừng quảng cáo liên quan đến cuộc bầu cử sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa trong ngày 5 tháng 11. Gã khổng lồ công nghệ này cũng áp dụng biện pháp này trong cuộc bầu cử năm 2020. Trong khi đó, Meta cho biết sẽ chặn các quảng cáo chính trị mới trong tuần cuối của chiến dịch tranh cử. Thưa quý vị, ít nhất 252.000 cử tri đã đi bỏ phiếu tại các địa điểm tổ chức bầu cử sớm của bang Georgia, Mỹ tính đến 16 giờ chiều ngày 15 tháng 10 theo giờ địa phương, cao gấp đôi so với năm bầu cử Mỹ 2020. Giới chức bầu cử Mỹ cho biết, bang Georgia đã ghi nhận kỷ lục về số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Hơn 250.000 cử tri đã đi bỏ phiếu tại các địa điểm tổ chức bầu cử sớm tính đến 16 giờ chiều ngày 15 tháng 10 theo giờ Mỹ. Con số này cao gần gấp đôi so với mức 136.000 người tham gia trong ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm năm 2020. Trên mạng xã hội, quan chức bầu cử bang Gabriel Sterling đánh giá đây là con số đầy ấn tượng. Georgia là một trong 7 bang chiến địa có ý nghĩa quyết định đối với kết quả bầu cử tại Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Theo Election Lab, Trung tâm Phân tích Dữ liệu Bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida, tính đến nay đã có 5,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm trên phạm vi toàn quốc. Ở thời điểm này trong năm 2020, con số cử tri đi bỏ phiếu sớm là 27 triệu do người dân tránh các điểm bỏ phiếu đông đúc trong đại dịch COVID-19. Giống như một số bang khác, kể từ năm 2020, Georgia đã thắt chặt các quy định bỏ phiếu qua đường bưu điện. Theo đó, yêu cầu cử tri muốn bỏ phiếu vắng mặt phải cung cấp bằng chứng về danh tính và hạn chế số lượng địa điểm mà họ có thể gửi phiếu bầu của mình. Mới đây, Nga xác nhận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi cho Điện Kremlin các thiết bị xét nghiệm COVID-19 trong những ngày đầu của đại dịch. Theo hãng tin CNN, xác nhận được đưa ra sau khi cuốn sách mới ra mắt của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward tiết lộ thông tin trên nhưng bị ông Trump phủ nhận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào ngày 10 tháng 10 rằng chính quyền của ông Trump đã gửi cho chúng tôi một số bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19. Tuyên bố này về cơ bản ủng hộ những thông tin mà nhà báo Bob Woodward đưa ra. Nhà báo Bob Woodward đã viết trong cuốn sách War, Chiến tranh mới ra như sau. Ông Trump đã bí mật gửi cho Tổng thống Nga Putin một loạt máy xét nghiệm COVID-19 Abbott Point of Care để sử dụng cá nhân. Tổng thống Nga còn nói với ông Trump, đừng nói với bất kỳ ai là ông đã gửi những thứ này cho tôi. Ông Trump trả lời, tôi không quan tâm. Tổng thống Nga nói thêm, đừng, tôi không muốn ông nói với bất kỳ ai vì mọi người sẽ nổi giận với ông, chứ không phải tôi. Họ không quan tâm đến tôi. Ông Peskov không xác nhận liệu những dụng cụ xét nghiệm đó có phải dành riêng cho Tổng thống Putin hay không. Vào thời điểm đó, đại dịch đang bắt đầu và tình hình rất khó khăn đối với tất cả các quốc gia. Tất nhiên, ban đầu các nước đều cố gắng trao đổi các lô hàng viện trợ với nhau. Khi đó, Nga gửi một lô máy thở tới Mỹ và người Mỹ gửi cho chúng tôi một số bộ dụng cụ xét nghiệm vì đó là những mặt hàng độc nhất, nhiều quốc gia khác cũng làm như vậy. Xác nhận của Điện Kremlin dường như trái ngược với lời phủ nhận của ông Trump đối với những tuyên bố của nhà báo Woodward. Ông Trump nói với hãng tin ABC News, Bob Woodward là người kể chuyện, một người tệ hại, ông ta mất trí rồi. Trong một bản tuyên bố riêng rẽ, người phát ngôn của ông Trump là Stephen Chiom nói, tất cả những thông tin mà nhà báo Woodward đưa ra là bịa đặt, không đúng sự thật.
Vào những tuần đầu tiên hỗn loạn của đại dịch COVID-19, chính quyền của ông Trump đã bị chỉ trích vì mua vật tư y tế từ Moscow. Động thái này được các chuyên gia mô tả là một chiến thắng tuyên truyền cho Điện Kremlin. Theo hãng tin BBC, cuốn sách có nhan đề Chiến tranh, War tiết lộ, ông Trump đã bí mật giữ liên lạc với Tổng thống Nga kể từ khi rời nhiệm sở. Nhà báo Ukraine viết, khi virus corona bắt đầu lây lan vào năm 2020, ông Trump đã gửi cho ông Putin một lượng không xác định các thiết bị thử COVID-19 và người đứng đầu Nga đã yêu cầu Tổng thống Mỹ khi đó không tiết lộ cho ai vì nó sẽ làm mọi người nổi giận. Tuy nhiên ông Trump trả lời, không quan tâm nếu có ai biết điều đó. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bác bỏ những thông tin trên, đồng thời khẳng định những câu chuyện đó là bịa đặt. Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử Stephen Schulz nói, cựu Tổng thống Trump không xem quyển sách rác đó và cho rằng Woodward là một gã nhỏ bé nóng tính, rõ ràng là rất khó chịu vì cựu Tổng thống Trump đã kiện ông ta vì công bố trái phép các bản ghi âm mà ông ta đã thực hiện trước đó. Nhà báo Woodward nổi tiếng vì vạch trần bê bối Watergate khiến Tổng thống Richard Nixon phải từ chức, đã viết một số cuốn sách bán chạy nhất dựa trên quyền truy cập vào các nguồn cấp cao. Cuốn sách mới của nhà báo này quy kết, cựu Tổng thống và người đứng đầu nước Nga Putin giữ liên lạc là do một phụ tá của ông Trump, người không được nêu tên trong cuốn sách. Theo một bài viết trên tờ The New York Times, cuốn sách mô tả một cảnh trong đó một phụ tá của ông Trump được lệnh rời khỏi văn phòng của ông tại Mar-a-Lago để cựu Tổng thống có thể gọi điện cho Tổng thống Nga Putin. Người phụ tá giấu tên này được cho là đã tiết lộ, ông Trump và ông Putin có thể đã nói chuyện với nhau 6 đến 7 lần kể từ khi ông Trump rời Nhà Trắng vào năm 2021. Thưa quý vị, hồi cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm Mỹ kéo dài 6 ngày. Điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Ukraine Zelensky là một nhà máy sản xuất quốc phòng ở Scranton, Pennsylvania, Mỹ, nơi ông Zelensky cảm ơn những công nhân đã sản xuất đạn pháo 155mm, loại đạn rất quan trọng đối với quân đội Ukraine. Cơ sở này đã tăng sản lượng đáng kể trong vòng một năm vừa qua và vận chuyển hơn 3 triệu quả đạn pháo đến Ukraine. Chuyến đi của ông Zelensky tới Pennsylvania, Mỹ, cùng với thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang, đã dẫn đến phản ứng dữ dội từ Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Eric Schmidt của Missouri, một người ủng hộ ông Donald Trump, nhận xét rằng chuyến thăm của ông Zelensky dường như là một sự kiện vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ tại một tiểu bang chiến trường quan trọng trước thềm bầu cử Tổng thống. Ông Sean Parnell, cựu ứng cử viên Thượng viện đến từ Pennsylvania và cũng là người ủng hộ ông Donald Trump, đã gọi chuyến thăm của ông Zelensky là sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng ta. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Mike Johnson thậm chí còn đi xa hơn, từ chối gặp ông Zelensky và yêu cầu ông sa thải đại sứ của mình tại Washington vì đã tổ chức chuyến thăm Pennsylvania, Mỹ mà không có sự tham gia của Đảng Cộng hòa. Ông Johnson mô tả sự kiện này là một nỗ lực nhằm ủng hộ Đảng Dân Chủ giành chiến thắng. Sau khởi đầu đầy khó khăn, ông Zelensky tìm thấy cơ hội cuối cùng để cứu vãn tình hình bằng một cuộc gặp mặt trực tiếp với ông Donald Trump. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn do Fox News thực hiện sau buổi gặp mặt của hai chính trị gia cho thấy lập trường của ông Donald Trump vẫn không thay đổi. Ông Donald Trump vẫn mong muốn chấm dứt xung đột Nga-Ukraine với một giải pháp công bằng và không đề cập gì đến việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Tổng thống Ukraine dường như cũng không có chiến thắng nào sau cuộc gặp trực tiếp với Đảng Dân Chủ. Cuộc gặp của ông Zelensky với các nhà lãnh đạo đảng vẫn kết thúc với những lời cam kết thường lệ về sự ủng hộ dành cho Ukraine và nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu, EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cùng với thông báo về một gói viện trợ khác. Tuy nhiên, thời gian chuyển giao gói viện trợ này vẫn là một ẩn số. Không những không có chiến thắng, nhà lãnh đạo Ukraine trở về với một nỗi thất vọng. Washington vẫn không xé rào cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và khéo léo bác bỏ kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky mà ông mang tới Nhà Trắng, lo ngại rằng một quyết định như vậy có thể làm gia tăng xung đột với Nga. Mỹ hiện vẫn là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine, đã đóng góp hơn 56 tỷ đô la Mỹ trong số 106 tỷ đô la Mỹ tổng số tài trợ do NATO và các nước đồng minh huy động để tăng cường quốc phòng cho Kyiv.
viễn cảnh ứng viên Đảng Cộng hòa Kamala Harris có nhiệm kỳ đầu tiên ở Nhà Trắng và tiếp tục nối dài các chính sách đối ngoại của Tổng thống tại nhiệm Joe Biden, làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà lãnh đạo Ukraine vì họ cho rằng cách tiếp cận xung đột Nga-Ukraine hiện nay của Mỹ là quá thận trọng và thiếu quyết đoán. Ngược lại, chiến thắng của ông Donald Trump có thể mang lại hy vọng thay đổi vận mệnh của Kiev trên chiến trường. Một số quan chức Ukraine lạc quan cho rằng ông Donald Trump, trái ngược với bà Kamala Harris, có thể thực hiện các nước đi táo bạo nhằm chấm dứt giao tranh, mặc dù vẫn thừa nhận những hành động mang tính bộc phát của ông cũng có thể làm rạn nứt mối quan hệ giữa Ukraine và phương Tây. Giới chức Kiev vẫn hy vọng rằng lập trường của ông Donald Trump có thể thay đổi trong khi vẫn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ với chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống. Ông Zelensky thừa nhận rằng việc thuyết phục ông Donald Trump hỗ trợ Ukraine trong giao tranh với Nga sẽ là một thách thức lớn, nhưng ông tin rằng điều đó là cần thiết vì tương lai của Kiev phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định được đưa ra tại Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump có lợi thế hơn Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris trong việc ai sẽ lãnh đạo đất nước tốt hơn trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông, theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal tại 7 tiểu bang chiến trường. Theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal, ông Trump dẫn trước bà Harris tại 7 tiểu bang chiến trường, với tỷ lệ 50% cho rằng ông có khả năng xử lý tốt cuộc chiến ở Ukraine, trong khi chỉ có 39% có nhận định này về bà Harris. Ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 48% cũng dẫn trước bà Harris, người có tỷ lệ ủng hộ 33% ở hạng mục là người phù hợp để xử lý cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Cuộc thăm dò cũng nhận thấy nhiều cử tri ủng hộ ông Trump về kinh tế và nhập cư, trong khi nhiều người tin tưởng bà Harris sẽ làm tốt hơn trong vấn đề nhà ở và chăm sóc sức khỏe. Về sự ủng hộ chung, cuộc thăm dò được công bố ngày 11 tháng 10 cho thấy bà Harris và ông Trump có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau ở 7 tiểu bang có thể quyết định tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Cuộc thăm dò cho thấy bà Harris dẫn trước 2% ở Arizona, Georgia và Michigan, trong khi ông Trump dẫn trước 6% ở Nevada và 1% ở Pennsylvania. Hai ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau ở Bắc Carolina và Wisconsin. Cuộc thăm dò của Wall Street Journal tại 7 tiểu bang chiến trường được thực hiện với 600 cử tri đã đăng ký ở mỗi tiểu bang, diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10, có biên độ sai số là 4% ở mỗi tiểu bang. Reuters cho hay, kết quả sát nút này tương tự như kết quả các cuộc thăm dò khác, cho thấy cuộc đua xít sao trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Cuộc thăm dò bầu cử Mỹ của Reuters Ipsos tuần này cho thấy ông Trump và bà Harris đang bám đuổi rất sát nút trên toàn quốc. Trong đó, bà Harris dẫn trước 46% ủng hộ, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 43%. Trước đó, theo kết quả thăm dò bầu cử Mỹ hồi cuối tháng 9 của tờ The New York Times, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris gần như ngang tài ngang sức ở ba tiểu bang chiến trường quan trọng là Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Cuộc thăm dò do trường cao đẳng Marist ở New York, Mỹ thực hiện cho thấy bà Harris và ông Trump đều có sự ủng hộ của 49% cử tri tiềm năng được hỏi ở Bắc Carolina. Ở Arizona và Georgia, ông Trump chỉ dẫn trước 1%, với 50% cử tri tiềm năng được hỏi ở cả hai tiểu bang cho biết sẽ ủng hộ ông, trong khi 49% nghiêng về bà Harris. Cuộc khảo sát được tiến hành với 4.643 cử tri đã đăng ký trên cả ba tiểu bang. Tất cả những người được hỏi đều cho biết có kế hoạch bỏ phiếu vào tháng 11, và 91% bày tỏ sự chắc chắn về lựa chọn của mình. Ba tiểu bang này cung cấp tổng cộng 43 phiếu đại cử tri. Ông Trump đã giành được chiến thắng ở Bắc Carolina vào cả năm 2016 và 2020. Ông cũng đánh bại ứng cử viên Đảng Dân Chủ khi đó là bà Hillary Clinton ở Arizona và Georgia vào năm 2016, nhưng đã để thua ở cả hai tiểu bang này trước Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, đánh dấu lần đầu tiên một ứng cử viên Đảng Dân Chủ giành chiến thắng ở Georgia kể từ năm 1992. Một cuộc thăm dò khác do Viện Nghiên cứu Cao đẳng Siena thực hiện vào tháng 8 cho thấy bà Harris dẫn trước đáng kể so với ông Trump ở ba tiểu bang dao động khác là Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Theo dữ liệu của cuộc thăm dò, Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến sẽ vượt qua đối thủ của mình với tỷ lệ 50% so với 46% trên cả ba tiểu bang. Tuy nhiên, vào năm 2020, khoảng cách cuối cùng giữa ông Biden và ông Trump rốt cuộc lại nhỏ hơn nhiều so với các dự đoán của cuộc khảo sát trước đó. Cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập mới đây cho biết họ sẽ không ủng hộ đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris cũng như cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Trong một tuyên bố, Ủy ban Hành động Chính trị người Mỹ gốc Ả Rập, một nhóm bao gồm trí thức người Mỹ gốc Ả Rập thường có các hoạt động chính trị,
nhằm bảo vệ lợi ích của người Ả Rập tại Mỹ cũng như các nước khác trên khắp thế giới, giải thích rằng Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, và ông Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đều ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza và với lực lượng Hezbollah ở Liban. Nhóm này lâu nay vẫn kêu gọi chính quyền Mỹ đưa ra những giải pháp hành động cụ thể để chấm dứt các cuộc xung đột này. Nếu điều này xảy ra thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên nhóm này không ủng hộ một ứng cử viên nào kể từ khi được thành lập vào năm 1998. Thông thường, nhóm này ủng hộ Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cuộc chạy đua giữa bà Harris và ông Trump đang rất xích sao. Người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo là một trong những nền tảng ủng hộ áp đảo ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tuy nhiên, sự ủng hộ của cộng đồng này đối với Đảng Dân Chủ đang có xu hướng giảm dần sau khi nhóm lên tiếng phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel liên quan đến cuộc xung đột ở dải Gaza, đồng thời kêu gọi Tổng thống Biden phối hợp với các nhà lãnh đạo thế giới thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở dải đất ven Địa Trung Hải. Trong khi đó, sự ủng hộ của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đối với ông Trump luôn ở mức thấp, chủ yếu do những phát biểu và chính sách của ông thời đương nhiệm liên quan đến lệnh cấm đi lại đối với công dân của một số quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống. Ngoài ra, ông Trump cũng từng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel trong cuộc xung đột tại dải Gaza. Thưa quý vị, nhà sử học Alan Lichtman, người nổi tiếng với hệ thống dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ, chìa khóa Nhà Trắng, đã gợi ý rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể chứng tỏ là điểm yếu của Đảng Dân Chủ khi đảng này tìm cách tái đắc cử với ứng cử viên Kamala Harris. Hệ thống dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Lichtman xoay quanh 13 chìa khóa, đánh giá vị thế của đảng đương nhiệm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nền kinh tế, chính sách đối ngoại và chính trị trong nước. Nếu 6 hoặc nhiều hơn trong số 13 chìa khóa là sai, đảng đương nhiệm được dự đoán sẽ thua cuộc bầu cử. Nếu 5 hoặc ít hơn 5 tuyên bố sai, đảng này được dự đoán sẽ thắng. Dựa trên mô hình này, ông Lichtman đã chính thức dự đoán rằng bà Harris sẽ thắng cử, mặc dù hệ thống này không phải là không có những lời chỉ trích. Ông Lichtman cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát trực tiếp trên kênh YouTube hôm 16 tháng 10 để trả lời câu hỏi về những chìa khóa mà Đảng Dân Chủ có thể gặp nguy cơ mất. Chìa khóa không ổn định nhất là chìa khóa thành công trong chính sách đối ngoại. Tôi đã đưa ra chìa khóa đó cho chính quyền vì Tổng thống Joe Biden là người đã tập hợp Liên minh phương Tây ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin tấn công Ukraine và truy đuổi các đồng minh NATO của chúng ta, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Mặc dù ông cho biết sự ủng hộ của Mỹ đã giúp Ukraine sống sót trong hơn 2 năm rưỡi, thậm chí còn cho phép họ xâm nhập vào nước Nga láng giềng, ông đã cảnh báo rằng chiến tranh là thứ luôn thay đổi. Giáo sư của Đại học Mỹ cho biết, và tôi cho rằng có thể xảy ra thảm họa ở Ukraine. Trong một email gửi cho Newsweek ngày 18 tháng 10, ông Lichtman đã làm rõ, nó chỉ là thứ yếu nhất so với các cuộc chiến khác vì chiến tranh là không chắc chắn. Tuy nhiên, đến giờ tôi tin rằng nó sẽ không đảo ngược, mặc dù vậy, một lần lật ngược sẽ không thay đổi dự đoán. Lichtman được biết đến với cái tên là Nostradamus của bầu cử Mỹ vì thành tích ấn tượng của ông trong việc dự đoán kết quả của các cuộc đua giành chức tổng thống trong hơn 40 năm qua bằng mô hình dự đoán chìa khóa vào Nhà Trắng. Ông là một trong số ít chuyên gia dự đoán chính xác cuộc bầu cử năm 2016 cho cựu Tổng thống Donald Trump và dự đoán chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Hiện ông dự đoán bà Harris sẽ là Tổng thống tiếp theo của Mỹ. 13 chìa khóa, như được nhà sử học nêu ra trong một bài báo năm 2012 cho tạp chí Giáo dục Xã hội là nhiệm vụ của Đảng. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng đương nhiệm nắm giữ nhiều ghế hơn tại Hạ viện Hoa Kỳ so với sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đó. Không có bỏ phiếu sơ bộ, không có cuộc bỏ phiếu nghiêm túc nào cho đề cử của Đảng đương nhiệm. Người đương nhiệm tìm cách tái đắc cử. Ứng cử viên của Đảng đương nhiệm là Tổng thống đương nhiệm. Không có Đảng thứ ba. Không có chiến dịch của đảng thứ ba hoặc độc lập đáng kể nào. Nền kinh tế mạnh trong ngắn hạn. Nền kinh tế không suy thoái trong chiến dịch tranh cử. Nền kinh tế mạnh trong dài hạn. Tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người thực tế trong nhiệm kỳ bằng hoặc vượt quá mức tăng trưởng trung bình trong hai nhiệm kỳ trước. Thay đổi chính sách lớn. Chính quyền đương nhiệm thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách quốc gia. Không có bất ổn xã hội. Không có bất ổn xã hội kéo dài trong nhiệm kỳ. Không có bê bối. Chính quyền đương nhiệm không bị ảnh hưởng bởi bê bối lớn. Không có thất bại về đối ngoại hoặc quân sự. Chính quyền đương nhiệm không gặp thất bại lớn nào trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Thành công lớn về đối ngoại hoặc quân sự. Chính quyền đương nhiệm đạt được thành công lớn trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Người đương nhiệm có sức lôi cuốn.
ứng cử viên của đảng đương nhiệm có sức lôi cuốn hoặc là anh hùng dân tộc. Đối thủ không có sức lôi cuốn, ứng cử viên của đảng Dân Chủ không có sức lôi cuốn hoặc là anh hùng dân tộc. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, đang dẫn trước đối thủ Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, ở cả 7 bang chiến địa, bao gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada, nhưng với khoảng cách không đáng kể. Theo phân tích ở các kết quả thăm dò mới nhất do chuyên trang khảo sát Real Clear Politics thực hiện, tính trung bình ở 7 bang này, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5% cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Cụ thể, ông Donald Trump đang dẫn trước bà Kamala Harris 1,4 điểm phần trăm ở bang Arizona và 1,1 điểm phần trăm ở bang Georgia. Tại bang North Carolina, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn trước bà Kamala Harris 1 điểm phần trăm, tại bang Michigan là 0,9 điểm phần trăm và tại bang Nevada và Pennsylvania là 0,5 điểm phần trăm, tại bang Wisconsin là 0,1 điểm phần trăm. Hiện các ứng cử viên giáo diết thực hiện các chiến dịch vận động tại bang Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi các kết quả thăm dò chỉ ra hai ứng cử viên đang bám đuổi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Ông Donald Trump tranh thủ vận động sự ủng hộ từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập ở Michigan khi nhóm này bất đồng với chính sách của Đảng Dân Chủ cầm quyền liên quan đến các cuộc giao tranh ở dải Gaza hiện nay. Với nhóm cử tri này, ông Donald Trump khẳng định mong muốn hòa bình ở Trung Đông và sự lãnh đạo của Washington góp phần đạt được mục tiêu này. Trong khi đó, bà Kamala Harris cũng chào đón các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đến sự kiện vận động tranh cử của mình với những phát biểu hướng tới sự chú ý triển vọng hòa bình tại Trung Đông sau khi có một tin tức thủ lĩnh của lực lượng Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Bang Trung Tây này có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Đây có thể là một con số quyết định. Ông Donald Trump từng giành chiến thắng tại bang Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016. Năm 2020, cũng tại bang Michigan, ông Trump bị đối thủ từ Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo cuộc thăm dò của Reuters IPSOS trên toàn quốc, có lợi thế dẫn trước của bà Harris đã thu hẹp khoảng cách từ khoảng 7 điểm phần trăm vào cuối tháng 9 xuống còn khoảng 3 điểm phần trăm. Trong một diễn biến đáng chú ý, theo nhận định của tờ Wall Street Journal, nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai của ông Donald Trump nếu diễn ra có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc với quan hệ thương mại toàn cầu. Ông Donald Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ ngoại giao mạnh mẽ trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng nhiệm kỳ thứ hai ông có thể sẽ đánh dấu một giai đoạn mới khi thuế quan không còn chỉ là phương tiện đàm phán mà trở thành mục tiêu quan trọng hơn là làm thay đổi hoàn toàn cục diện thương mại quốc tế. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump đã sử dụng thuế quan để tạo ra áp lực đối với các đối tác thương mại như Trung Quốc và EU, đồng thời đàm phán các hiệp định như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA thành Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Tuy nhiên, nếu quay lại Nhà Trắng, ông Donald Trump có thể thực hiện chính sách thuế quan mạnh tay hơn với mức thuế dự kiến cao nhất kể từ những năm 1930. Nhiều bất ngờ dần được hé lộ trong tháng 10 này khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang tung những chiêu bài cuối cùng nhằm công kích đối thủ cũng như tăng cường uy tín cho bản thân tại các bang chiến trường cạnh tranh khốc liệt để có được lá phiếu ủng hộ của cử tri. Tại buổi vận động tranh cử ở Atlanta, bang Georgia, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục những lời lẽ công kích bà Harris, chỉ trích chính quyền đương nhiệm là nguyên nhân khiến cho giá cả tăng cao và dòng người di cư đổ về biên giới phía Nam những năm gần đây. Tại Chicago, ông đã phác họa rõ ràng những gì mà ông dự định mang đến phòng bầu dục nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, với cam kết triển khai chương trình thuế quan mạnh mẽ nhằm vào các quốc gia và doanh nghiệp. Ông Trump nhấn mạnh, chúng tôi muốn chiến thắng áp đảo, cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra, hãy khuyến khích mọi người ra ngoài bỏ phiếu, hãy đi bỏ phiếu ngay vào ngày mai. Sau tất cả những gì chúng ta cùng trải qua, chúng ta đang đứng trước 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bên kia chiến tuyến, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trong sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự góp mặt của khoảng 100 cử tri thuộc Đảng Cộng Hòa. Bà đã đưa ra lời kêu gọi sự ủng hộ trực tiếp tới những cử tri này. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, bà Kamala Harris hứa hẹn sẽ có một đường lối chính trị độc lập so với Tổng thống Joe Biden đương nhiệm nếu bà thắng cử, nhấn mạnh các sáng kiến riêng biệt của bà trong các lĩnh vực kinh tế, nhập cư và y tế. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ một lần nữa tỏ rõ quyết tâm trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.
chúng ta đang bước vào trạm nước rút và đây sẽ là một cuộc đua căng thẳng cho đến phút chót. Tôi đang tích cực vận động cử tri để giành được mọi phiếu bầu vì tôi có ý định trở thành tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Cuộc bỏ phiếu và vị trí quyền lực nhất nước Mỹ càng lúc càng gay cấn khi hai ứng cử viên tổng thống đều đang nỗ lực nhắm đến các cử tri tiềm năng tại các bang chiến trường. Trong khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các cử tri Mỹ, thì phó tổng thống đương nhiệm Kamala Harris lại dành sự tập trung cho các nhóm cử tri nam giới da màu. Đã có những yếu tố bất ngờ xuất hiện trong cuộc đua bầu cử Mỹ, hứa hẹn đầy kịch tính trong năm nay. Bang chiến trường Georgia hôm 15 tháng 10 vừa qua đã ghi nhận số lượng cử tri trực tiếp đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Theo dự đoán của các chuyên gia, bất cứ ứng viên nào chiến thắng ở bang Georgia đều có cơ hội rất lớn để đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc đua bầu cử năm nay. Tổ chức 538 đã có uy tín ở Mỹ dự báo, nếu giành được 16 phiếu đại cử tri của Georgia, ông Trump có khoảng 75% cơ hội giành chiến thắng bầu cử chung cuộc. Ngược lại, nếu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris giành được chiến thắng tại đây, bà Harris có đến 90% khả năng trở thành tân Tổng thống Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal ngày 17 tháng 10, các thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn chưa thể thuyết phục được cử tri với tư cách là ứng cử viên Tổng thống có thể quản lý nền kinh tế tốt hơn. Một nhiệm vụ mà họ cho là rất quan trọng để xây dựng vị thế dẫn đầu tại các bang chiến trường trong cuộc đua Nhà Trắng. Họ cho rằng Phó Tổng thống Harris đang gặp nhiều thách thức trong việc thuyết phục cử tri rằng bà có thể giải quyết tốt vấn đề kinh tế hơn cựu Tổng thống Donald Trump, người đang dẫn trước về khả năng quản lý nền kinh tế. Mặc dù bà Harris đã có những sáng kiến như giảm chi phí thuốc men và hỗ trợ phụ huynh học sinh, bà vẫn chưa tạo được sự kết nối mạnh mẽ với cử tri. Các chiến lược gia của Đảng Dân Chủ lưu ý rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để làm suy giảm lợi thế của ông Trump, đặc biệt là khi cử tri vẫn nghi ngờ về thành tựu kinh tế của chính quyền Biden-Harris. Theo các cuộc thăm dò gần đây, mặc dù Phó Tổng thống Harris đã cải thiện được vị thế của mình trong các cuộc khảo sát, song bà vẫn chưa tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với các cử tri về vấn đề kinh tế. Điều này đặc biệt quan trọng khi ông Trump vẫn giữ được lợi thế về khả năng thúc đẩy một nền kinh tế mạnh mẽ trước đại dịch COVID-19 trong nhiệm kỳ của mình. Ivan Rossmith, nhà thăm dò ý kiến thuộc sáng kiến Blueprint của Đảng Dân Chủ, cho rằng bà Harris đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong việc truyền tải thông điệp kinh tế của mình. Khi chính quyền Biden-Harris bị cho là không thuyết phục được cử tri về cách giải quyết các vấn đề kinh tế. Trong cuộc tranh luận gần đây, Phó Tổng thống Harris đã bỏ lỡ cơ hội để chứng minh rằng bà có kế hoạch khả thi giúp giải quyết các mối quan tâm hàng đầu của cử tri như lạm phát và chi phí sinh hoạt. Như cuộc thăm dò của Wall Street Journal chỉ ra, một phần lớn cử tri vẫn lo ngại về việc giá cả tăng cao và họ cảm thấy ông Trump sẽ là lựa chọn tốt hơn để kiểm soát tình hình này. Trong số các cử tri lo ngại về lạm phát, ông Trump nhận được tới 71% sự ủng hộ, trong khi bà Harris gặp khó khăn trong việc thuyết phục nhóm này. Một số nhà phân tích cho rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để phản bác lại danh tiếng của ông Trump về thành tích kinh tế. Chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa Mike Murphy nhận định, bà ấy, tức Harris, cần làm rõ hơn kế hoạch kinh tế của mình và phải bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ. Theo ông Murphy, bà Harris đã không tận dụng cơ hội trong cuộc tranh luận để tạo ra sự khác biệt đáng kể so với ông Trump về vấn đề này. Trước tình hình này, Đảng Dân Chủ hy vọng rằng những tin tức kinh tế tích cực gần đây như lạm phát giảm và thu nhập hộ gia đình tăng trở lại mức trước COVID-19 có thể giúp bà Harris cải thiện vị thế. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng mà bà Harris cần trả lời là liệu người Mỹ có cảm thấy họ đang sống tốt hơn so với 4 năm trước hay không? Cử tri Mỹ hiện dường như vẫn chưa thuyết phục được về điều đó và họ cho rằng ông Trump sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn bà Harris. James Carville, chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Dân Chủ cho biết, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về việc cắt giảm lãi suất có thể giúp cải thiện tình hình, dù rằng Phó Tổng thống Harris vẫn cần phải làm rõ cách bà sẽ giúp cử tri đạt được lợi ích kinh tế mà không phụ thuộc vào các chính sách của ông Trump. Ông Carville nói, bà Harris có thể thuyết phục cử tri rằng họ sẽ mất đi lợi ích nếu ông Trump trở lại nắm quyền. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump đã lập luận rằng chương trình nghị sự kinh tế của bà Harris không có gì mới mà chỉ tiếp tục các chính sách của Tổng thống Biden, vốn không được cử tri tín nhiệm. Một quảng cáo video trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh rằng bà Harris không có kế hoạch riêng mà chỉ sao chép Bidenomics, thuật ngữ dùng để mô tả các chính sách kinh tế của chính quyền ông Biden. Vì vậy, nhiều nhà phân tích vẫn hoài nghi về khả năng của bà Harris trong việc thay đổi quan điểm của cử tri về thành tích kinh tế của ông Trump. Michael Roberts, nhà thăm dò ý kiến của Đảng Cộng Hòa, chỉ ra rằng người Mỹ đã liên tục bi quan về nền kinh tế kể từ năm 2008, trừ hai năm 2018 và 2019 khi ông Trump làm tổng thống. Ông Robert nhận định, sự bi quan này vẫn chưa giảm trong giai đoạn từ 2021 đến 2024. Và điều này là tin xấu với bà Harris.
Gần đây, bà Harris đã đưa ra các đề xuất và sáng kiến về việc giảm chi phí thuốc, hỗ trợ phụ huynh và chống đầu cơ giá thực phẩm. Mặc dù các sáng kiến này thu hút sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò, nhưng chúng chưa được trình bày một cách cụ thể và đáng tin cậy với cử tri. Nhà phân tích Rita Serra cho rằng các ý tưởng này còn mơ hồ và khó làm tạo được sự kết nối với tầng lớp lao động ở các bang dao động, những người mà bà Harris cần thu hút nhất. Trong khi đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh luận thứ hai. Điều này có thể tạo thêm thách thức cho bà Harris trong việc trình bày quan điểm của mình trước công chúng. Mike Murphy nhận xét, nếu bà Harris có thể kết nối với cử tri về vấn đề kinh tế, bà ấy sẽ ở vị thế mạnh mẽ. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.